Xin chào các anh em. Hôm nay cho tôi giới thiệu về bản thân tôi một chút để cho anh em nào mà mới biết đến kênh của tôi biết rõ về tôi hơn. Thì trước khi tôi giới thiệu bản thân tôi thì cho tôi gửi lời cảm ơn những anh em mà đã theo dõi kênh của tôi suốt 1 năm qua. Và kênh của tôi thành lập đến nay cũng được là 1 năm rồi và cũng đã gặp nhiều sự trắc trở, khó khăn đủ thứ, và bên cạnh đó cũng có những điều học hỏi rất là nhiều giữa các anh em mà học ở bản thân tôi, và ngược lại tôi cũng đã học được ở những anh em rất là nhiều. Thì tôi hy vọng rằng tôi làm cái video này tôi cũng chia sẻ những cái suy nghĩ của tôi cho anh em nghe luôn. Thì về anh em thì học tôi qua những cái mẹo, những cái kinh nghiệm, những cách xử lý, những cái chỉnh màu Photoshop, những cái retouch ảnh, những cái tức là rất là nhiều. Tôi cũng không biết là anh em đã suy nghĩ thế nào. Thì bây giờ bản thân tôi nghĩ về anh em thì tôi học được anh em một cái rất là hay. Tôi đã tự tin lên và tôi làm cái video tôi nói như thế này được là tôi nhờ anh em làm cho tôi động lực, tự tin. Và học được anh em là cái cách thuyết giảng. Trong video của tôi đã có nhiều anh em góp ý cho tôi cách chia sẻ, cách thuyết giảng làm sao đó. Tôi đều ghi nhớ những cái đó hết. Cho nên hôm nay sẵn video này, tôi xin cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến tất cả những anh em ủng hộ tôi và những tất cả những anh em đã chia sẻ cho tôi. Và quay lại cái vấn đề giới thiệu bản thân thì tôi xin giới thiệu. Tôi là Thái, tên đầy đủ của tôi là Lại Lê Minh Thái. Và cái kênh của tôi là Thái Lai Photographer. Tôi là một nhiếp ảnh tự do. Tôi làm tự do và tôi cũng đi sang album tự do luôn. Tôi còn không muốn là nó dài dòng trong video này, nên tôi nói thẳng cho anh em hiểu rõ cái suy nghĩ của tôi, để cho anh em biết được kênh của tôi gồm có cái gì. Thì ngoài cái việc anh em đã biết tên của tôi rồi, biết kênh của tôi rồi, còn lại cái sự tại sao ngẫu hứng nào mà làm video này. Thì tôi nói thật với anh em luôn, như cái lần video trước tôi nói là tôi đến với kênh YouTube với cái sự học hỏi và chia sẻ những cái gì mà tôi biết trong cái khả năng của tôi. Khả năng tôi có được bao nhiêu tôi chia sẻ cho anh em hết tất cả mọi thứ. Thì suốt 1 năm qua là tôi đã cũng gặp rất nhiều trình trạng khó khăn, và những cái anh em mới và những anh em cũ, và có một số anh em mà gọi là chưa nắm bắt hết. Thì trong năm mới này tôi có mở ra một khóa học căn bản dành cho anh em nào mà cần học nhanh gấp, thì anh em có thể đăng ký qua cái kênh Facebook của tôi. Facebook của tôi là Lại Minh Thái. Và tôi có một nhóm nhỏ nữa dành riêng cho anh em nào muốn học hỏi chia sẻ, thì anh em có thể vào đó tham gia để chia sẻ những cái hình ảnh, những cái tư duy, những suy nghĩ cho nó. Tức là kênh đó tôi mục đích mở ra để cho anh em học hỏi, trao đổi một cách chân tình. Thì quay lại vấn đề là tôi chia sẻ, thì năm mới này tôi đã nói anh em là tôi mở cái đó rồi. Thứ hai nữa, tôi sẽ làm một cái mục cho anh em coi từ đầu đến cuối. Thì cái bài đầu tiên tôi sẽ làm nó gọi là, để tôi nói lại anh em hiểu, là nó gọi là nhiếp ảnh cơ bản cho anh em, dành cho anh em nào mà mới cầm máy hoặc là mới làm quen với máy ảnh luôn, mới làm quen với cái nhiếp ảnh này tập tành, thì anh em sẽ coi cái mục đó, anh em theo dõi rõ ràng hơn. Và ở cộng song song đó, bên ngoài tôi cũng mở một cái lớp khóa này luôn, để cho anh em nào mà không có thời gian theo dõi trên cái kênh YouTube của tôi thì anh em có thể tới học. Thì bài đầu tiên tôi quan trọng nhất là tôi sẽ tư vấn cho anh em cái cách mà mua máy, cách mua máy, và tôi sẽ nói suy nghĩ của tôi. Và anh em, tôi hy vọng rằng anh em yêu thích cái kênh của tôi, anh em cũ cũng như những anh em mới tiếp tục yêu thương kênh của tôi và ủng hộ tôi bằng cách like và share và comment dưới video của tôi. Mỗi khi mà tôi up video lên cho anh em coi thì anh em nhớ cố gắng like, ủng hộ tôi và share những video của tôi. Nếu mà anh em cảm thấy hay, cái bài đó hay, anh em share về Facebook của anh em, thì tôi nghĩ đó là một cái hành động mà mang tính chất cộng đồng, và nó cũng mang cái động lực cho tôi rất là nhiều khi mà tôi làm những video mà nó có hữu ích thực sự cho các bạn. Thì năm cũ tôi còn không biết nói gì hơn rồi. Về năm mới này tôi đã nói một video như thế này. Thì như anh em đã biết, tôi đã nói tôi học được cách tự tin. Thì tôi hy vọng rằng sau năm mới này
tôi sẽ nghĩ cách làm sao đó có những video hay, bổ ích hơn nữa, và tôi ráng tìm cách để mà quay những cái video thực tế, nó đích thực cho anh em cọ sát được cái thực tế hơn. Đó. Thì tôi hy vọng rằng năm mới này anh em vẫn tiếp tục ủng hộ tôi nhé. Tôi đến nay tôi xin cảm ơn tất cả những anh em suốt thời gian qua ủng hộ tôi, và tôi cũng mong các anh em mà mới biết đến ngôi tôi, một yêu thương của tôi cũng biết nó như hơn nữa. Lời cuối cùng tôi xin cảm ơn các anh em.